Xin chào các bạn, tôi đang có mặt tại sân golf Sky Lake và đây là hố golf số 3 của sân Lake. Đây là một hố golf par 5 có chiều dài 615 yard từ vị trí back tee. Thì với chiều dài 615 yard thì đây không phải là một hố golf ngắn, thực tế là một hố golf tương đối dài. Tuy nhiên, đây cũng không phải là hố golf quá khó, bởi vì với hố golf này thì chúng ta chỉ cần để ý nhất tới cú đánh thứ 3 là cú đánh tiếp cận lên trên green. Với hai cú đánh đầu tiên thì địa hình tương đối rộng, mặc dù có phần không bằng phẳng nhưng mà cú đánh của chúng ta cũng dễ dàng kiểm soát. Từ vị trí tee này chúng ta sẽ nhìn thấy đây là một hố golf có bề ngang của fairway rất là rộng, thế nên chúng ta có thể chọn hướng đánh rất là dễ từ đầu. Hố golf này cong nhẹ về phía bên trái và với cú đánh thứ 3, tùy vào góc độ của cú đánh thứ 2, chúng ta sẽ cần phải tấn công qua bẫy nước hoặc là qua bẫy cát và một vị trí trên green mà bề mặt green thực sự lại không bằng phẳng. Thế nên với hố golf này thì theo tôi đây không phải là hố golf quá phức tạp khi mà chúng ta bắt đầu từ vị trí xuất phát trên tee box. Tuy nhiên càng về gần hố thì thử thách sẽ càng nhiều hơn và chúng ta sẽ phải cẩn thận với cú đánh thứ 3, bởi vì nếu như cú đánh thứ 3 tiếp cận green không chính xác thì chúng ta sẽ rơi vào những tình huống rất khó xử lý. Vì hố golf này khá là rộng ở vị trí trước mặt trên fairway, thế nên tôi sẽ sử dụng cây gậy driver cố gắng phát bóng xa vào một vị trí bằng phẳng. Và với cú đánh thứ hai tôi sẽ ngắm về phía bên phải của fairway để có góc độ tấn công thuận lợi cho cú đánh thứ ba. Mỗi khi chúng ta xuất phát ở mỗi hố golf, đặc biệt là hố golf par 5, nghĩa là chúng ta cần phải tính toán tương đối nhiều cú đánh, thì các bạn cũng nên để ý tới địa hình hố golf để chúng ta tính xem từng cú đánh của chúng ta nên đánh về hướng nào để cú đánh tiếp theo có phần thuận lợi hơn. Với các golfer chuyên nghiệp khi thi đấu thì việc này vô cùng quan trọng. Họ không chỉ sử dụng cây gậy driver để phát bóng thật là xa, sau đó còn lại bao nhiêu rồi mới tính, mà họ sẽ tính toán trước từng cú đánh và từ đó lên kế hoạch làm sao để có được cơ hội tấn công tốt nhất cho vị trí cắm cờ của ngày hôm đó, và từ đó họ sẽ có cơ hội tấn công được nhiều điểm birdie hơn. Và bây giờ thì tôi sẽ thực hiện cú đánh phát bóng với cây gậy driver ngắm vào vị trí chính giữa trên fairway, và nếu như tôi có lệch sang bên trái hoặc bên phải thì cũng không gặp trở ngại nhiều ở đây. Vậy là cú đánh phát bóng vừa xong cũng khá là đơn giản. Bóng của tôi nằm ở trên fairway, rất là thuận lợi cho các cú đánh tiếp theo. Và bây giờ thì tôi sẽ cố gắng hướng vào vị trí bên phải của fairway với cú đánh thứ hai và từ đó tấn công vào vị trí cắm cờ hôm nay để xem có được cơ hội birdie hay không. Như vậy là sau cú đánh đầu tiên thì bóng của tôi hiện giờ đang nằm ở trên fairway và điểm rơi của trái bóng nằm ở vị trí rất gần với cả điểm lăn. Mặc dù đã sử dụng cây gậy driver là cây gậy có khả năng mang lại độ lăn nhiều, tuy nhiên khi gặp phải các tình huống fairway ẩm ướt và cỏ dày như ngày hôm nay thì đường bóng hầu như không lăn được một chút nào. Và đôi khi chúng ta sẽ thấy điều này vô cùng khác với cả các giải đấu thi đấu ở trên PGA Tour mà chúng ta quan sát thấy, đó là trái bóng của các golfer chuyên nghiệp thường lăn rất nhiều. Thế nên chúng ta phải để ý tới việc là khi chúng ta đánh, các bạn nên tính điểm rơi của chúng ta có thể rơi vào đâu, ở khu vực nào, bởi vì rất có nhiều khả năng là trái bóng sẽ không lăn tiếp. Và như thế là mặc dù hơi bất lợi về khoảng cách và cú đánh tiếp theo vẫn còn tương đối dài, tuy nhiên trong trường hợp này tôi sẽ cố gắng sử dụng cây gậy số 4 sắt và nhắm về phía bên phải của fairway. Địa hình của sân golf Sky Lake nhìn chung không bằng phẳng. Trên fairway trong tình huống này các bạn thấy bóng cũng nằm ở vị trí xuống dốc, và địa hình mà tôi đang nhắm tới lại là vị trí đang lên dốc. Thế nên trong tình huống này tôi sẽ cần phải thực hiện một cú đánh mà ưu tiên làm sao để đầu gậy tiếp xúc tốt, trái bóng va vào điểm ngọt trên mặt gậy. Bởi vì với những tình huống xuống dốc như thế này chúng ta rất dễ khiến cho đầu gậy không di chuyển được xuống cùng với cả bề mặt dốc, và khi đó thì chúng ta rất dễ tấn công thẳng vào ngang thân bóng và trái bóng sẽ không cất được lên.
Và với cây gậy số 4 sát này, nếu như tôi thực hiện một cú đánh tốt về phía bên phải của fairway thì sẽ tránh được bẫy nước ở bên trái và đồng thời mở rộng được rất nhiều không gian cho cú đánh thứ ba, là cú đánh tiếp theo, là cú đánh quan trọng nhất ở hố gôn này. Và với tình huống này thì tôi cũng không cần phải cố đánh mạnh quá, bởi vì cây gậy số 4 sát sẽ mang lại khoảng cách khoảng 200 yard và như vậy là cú đánh tiếp theo của tôi sẽ chỉ còn khoảng tầm 100 đến 120 yard nữa thôi. Vậy thì cây gậy số 4 sát nhắm vào phía bên phải của fairway. Cú đánh vừa xong thực sự là không tốt lắm, bởi vì tôi đã tiếp xúc vào phía phần trên của trái bóng một chút và đường bóng không bay lên đủ cao. Và rất tiếc là theo quan sát của tôi ở góc này thì bóng rơi vào đúng đoạn dốc lên, tuy nhiên hơi bị thiếu mất một vài yard, thế nên là không lăn được lên trên và dừng lại ở ngay bề mặt dốc. Như vậy là địa hình cho cú đánh thứ ba này có vẻ như là sẽ khó khăn hơn một chút so với dự tính ban đầu. Tuy nhiên khoảng cách còn lại cũng không phải là quá xa, thì hy vọng là tôi vẫn có thể tấn công vào vị trí an toàn ở trên green. Những hố gôn có địa hình không bằng phẳng như thế này thì chúng ta cũng không thể đoán trước được là đường bóng của chúng ta nằm ở vị trí như thế nào cho đến khi tôi lên thực tế để xem trái bóng đang ở vị trí khó hay dễ, và từ đó sẽ nghĩ ra cách xử lý làm sao cho hợp lý nhất. Cú đánh thứ hai của tôi không thuận lợi lắm, và mặc dù bóng nằm ở trên fairway nhưng mà bóng còn một khoảng cách tương đối xa đến cờ, đó là 135 yard. Vậy thì khoảng cách này dài hơn một chút so với cả dự tính ban đầu. Tình huống này là tình huống mà tôi sẽ phải cẩn thận để xử lý, bởi vì việc đánh trái bóng bay lên bây giờ không phải là một vấn đề, nhưng mà tôi muốn trái bóng của tôi có thể tấn công được về vị trí cắm cờ, bởi vì hôm nay cờ cắm ở vị trí chính giữa green cũng không phải là vị trí quá khó khăn. Và với những hố gôn par 5 thì tôi thường cố gắng tận dụng cái cú đánh tiếp cận ở gậy thứ ba để có được cơ hội birdie là nhiều nhất. Vậy thì trong tình huống này, bóng rơi ở trên dốc và dừng lại ở trên dốc, để các bạn lưu ý luôn đó là với bất cứ một tình huống lên dốc nào, nếu chúng ta đánh bình thường thì đường bóng sẽ bay cao hơn so với cả cú đánh chúng ta thực hiện ở vị trí bằng phẳng hơn. Vậy nên trái bóng bay cao hơn thông thường sẽ bay ngắn lại, và không những thế thì gió còn đang thổi ngược tương đối nhiều, và với gió thổi ngược nhiều, đường bóng bay lên cao còn bị bốc lên trên cao nhiều hơn nữa và khoảng cách lại tiếp tục bị mất đi. Thế nên trong tình huống này thì ở khoảng cách 135 yard tôi có thể sử dụng cây gậy số 9 sát để đánh nhẹ, nhưng mà tôi sẽ quyết định sử dụng cây gậy số 8 sát và đánh tương đối mạnh, bởi vì tôi biết là càng đánh mạnh thì đường bóng sẽ bay lên càng cao, và với tình huống này thì chúng ta cần đảm bảo là chúng ta không bị đánh thiếu khoảng cách, đặc biệt là vị trí cắm cờ ngày hôm nay đó là bẫy cát rất lớn nằm ở phía trước green. Nếu như trái bóng của tôi bay lên cao quá và không bay tới được trên green thì bóng sẽ rơi vào bẫy cát và cú đánh tiếp theo sẽ rất là khó khăn. Vậy thì trên tay tôi hiện giờ là cây gậy số 8 sắt, bóng dốc lên, thế nên tôi sẽ đưa bóng sang vị trí hơi chân trái một chút. Và vị trí chân trái thì đầu gậy di chuyển cũng sẽ có phần hơi lướt từ dưới lên nhiều hơn. Đây là một cú đánh đòi hỏi cách xử lý tương đối đơn giản, không phải là khó khăn. Nhưng mà chúng ta vẫn phải đảm bảo được là chúng ta tiếp xúc tốt trên mặt gậy để đường bóng bay lên đúng với cả dự tính ban đầu. Vậy là cũng tương tự với hai cú đánh trước đó thì cú đánh thứ ba mặc dù rơi ở trên green nhưng mà trái bóng cũng dừng rất là nhanh. Và theo như quan sát của tôi thì có vẻ như là trái bóng vừa xong bay lên tương đối cao và khoảng cách bị gió thổi lại tương đối nhiều. Đường bóng có vẻ đi hơi ngắn hơn dự tính một chút và cú park tiếp theo có thể sẽ còn tương đối xa. Vậy thì tôi sẽ đi lên green để quan sát rõ hơn và hy vọng là vẫn còn có cơ hội để lấy được một điểm birdie. Như vậy là khi lên trên green này rồi thì tôi mới quan sát thấy là trái bóng của mình cũng nằm ở vị trí không hẳn là gần cờ nhưng cũng không quá xa. Khoảng cách này khoảng độ tầm gần 10m, không phải là một khoảng cách rất dễ để lấy birdie. Tuy nhiên đường bóng đổ cũng tương đối đơn giản từ phải sang trái, mặc dù có phần dốc đi lên nửa đầu và sau đó lại trôi ngược xuống dốc từ phải sang trái ở phía nửa sau. Với những cú đánh như thế này thì bao giờ tôi cũng sẽ quan tâm nhiều nhất tới lực để đảm bảo rằng là tôi đánh đường bóng đi đủ lực, bởi vì khi đường bóng đi đủ lực hay là đúng lực
thì lúc đó địa hình sẽ đổi theo đúng như dự tính của chúng ta. Và trong tình huống này thì như quan sát của tôi, đường bóng chỉ đổ nhiều ở phía sau, ngửa đầu đi lên dốc. Thế nên khi chúng ta tác động lực vào trái bóng thì đường bóng cũng di chuyển tương đối nhanh, và vì thế nên cũng không thể đổ nhiều. Đường bóng sẽ đổ nhiều ở phía sau. Và đây cũng là một lưu ý các bạn nên để ý tới khi chúng ta phát ở trên green, đó là chúng ta cần để ý tới địa hình của green ở khu vực sát hố. Bởi vì khi trái bóng đi tới vị trí cắm cờ thì thông thường trái bóng sẽ di chuyển chậm hơn, và khi đó thì đường bóng sẽ đổ nhiều hơn so với cả vị trí xuất phát, bởi vì lúc đó tốc độ bóng di chuyển đang rất là nhanh. Trong tình huống này thì tôi sẽ nhắm sang phía bên phải độ high grip và đường bóng sẽ đi lên dốc, sau đó sẽ đổ dần trôi từ phải sang trái. Và như vậy là tôi kiểm soát lực cú đánh vừa xong tương đối tốt, thiếu một chút xíu nữa là bóng có thể đi vào lỗ. Đường bóng đổ từ phải sang trái tương đối nhiều, tuy nhiên cũng không đủ để đường bóng có thể đi vào lỗ. Vậy thì với khoảng cách ngắn như thế này thì tôi có thể kết thúc luôn hồ gôn này. Như vậy là với hố gôn số 3 mà tôi vừa mới trải nghiệm vừa xong thì các cú đánh thực hiện đều không hoàn toàn được như ý, đặc biệt là cú đánh thứ hai khi mà tôi tấn công về phía bên phải của fairway nhưng không đủ lực và đưa mình vào một tình thế khó hơn tình thế dự định ban đầu. Tuy nhiên tôi vẫn có thể đưa bóng được lên trên green, và với việc tính toán cẩn thận khi chúng ta rơi vào các tình huống, chúng ta không thể biết trước được là chúng ta sẽ rơi vào tình huống như thế nào, đặc biệt là với điều kiện gió ngược hoặc là điều kiện hơi ẩm ướt như ngày hôm nay, thì chúng ta cần tính toán rất kỹ vào từng tình huống và trang bị cho mình những cách xử lý khác nhau để mỗi khi vào các tình huống khó như vậy chúng ta có cách xử lý an toàn nhất. Và với cách xử lý của tôi thì mặc dù ngay cả cú đánh thứ ba cũng không thực sự là được như ý muốn, nhưng tôi vẫn cho mình một cơ hội birdie, và với hai cú gạt tương đối đơn giản thì điểm par cũng là một điểm số không phải là không tốt ở những hố gôn dài như thế này. Và hy vọng các bạn sẽ rút được kinh nghiệm của tôi ở hố gôn này và sớm có cơ hội là lên trải nghiệm hố gôn số 3 của Sun Gold Sky Lake. Xin chào và hẹn gặp lại.